càng ngày chương trình của chúng ta càng nóng hơn đúng không ạ? Và càng ngày thì những chương trình giao lưu nghệ thuật trong chuỗi 4 đêm của tập đoàn Xuân Thành tổ chức lại càng có nhiều điều đặc biệt hơn. Và điều đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay đó là, thưa quý vị, nếu như hai đêm trước toàn là những ca khúc, toàn là những bài hát, thì ngày hôm nay sẽ còn có một vở kịch vô cùng đặc biệt gửi tới. Vỗ tay như vậy là quý vị biết là những người sẽ xuất hiện trên sân khấu này là ai rồi đó không ạ? Chúng ta có băng rôn này, có những quảng cáo đã được gửi tới quý vị rồi. Những gương mặt hàng đầu của sân khấu kịch nói riêng và của nghệ thuật sân khấu nói chung của Việt Nam, đặc biệt là trong hài kịch. Xin được trân trọng chào đón ngay bây giờ sự xuất hiện trên sân khấu của nghệ sĩ nhân dân Tự Long, nghệ sĩ Xuân Bắc và nghệ sĩ Khánh Linh. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi tới các vị đại biểu, khách quý, toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình và những người đang xem trực tiếp tại đây lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là của Ninh Bình, 200 năm danh xưng và 30 năm tái lập tỉnh, hôm nay tôi xin gửi tới các vị khách quý bài hát Ninh Bình quê mẹ ơi. Nếu ai thuộc rồi thì nghe thêm lần nữa, ai chưa nghe thì bây giờ mới nghe, ai đồng tình thì ủng hộ và chạm vào tay, ai không đồng tình vỗ thật to lên tôi cũng hát. Trăm sông cùng về với biển, con sông lang thang âu yếm vỗ vào. Ai có đi xa đến tận cùng trời, hàng đêm vẫn nhớ thương về quê mẹ. Các bác cho vợ em chẳng pháo tay. Vừa rồi là em chưa hát đâu. Đấy là đang tập ở nhà để chuẩn bị meeting kỷ niệm thì em mới hát. Nhục không thể để đâu hết nhục. Hôm nay mà đúng trên sóng trực tiếp mà vợ em nó phang em câu này thì còn nhục hơn một cục thịt. Anh cứ nói mọi người vỗ tay, để người không vỗ tay đấy. Này, em cứ bình tĩnh. Tất cả bài hát này anh dành cho những người ở Ninh Bình. Anh là người con của Ninh Bình xa quê, nên anh hát về Ninh Bình bằng trái tim của mình. Một tháng nay luyện tập bài hát này để chờ được hát trước công chúng. Em ra em làm như thế, anh xin lỗi em nhé. Đây là bài hát về quê mẹ, quê hương của anh, đất mẹ của anh. Thử hỏi xem tất cả những người con của Ninh Bình, từ xem truyền hình cho đến ngồi trực tiếp, có ai là không vỗ tay không? Vỗ tay đi các bác. Thấy chưa? Đây đây, đây. Kia kìa. Nói rồi, đằng kia cũng có vỗ tay đâu. Cái đám không vỗ tay nó đang live stream, vỗ tay để rơi máy à? Nói mình nghĩ chứ. Anh cứ làm như một mình anh là người con Ninh Bình ấy. À, giới thiệu với các bác, vợ em cũng là người Ninh Bình mà lại sinh ra đúng là ở Tam Điệp đấy, toàn đá với sỏi thôi, làm xi măng hết rồi. Chán này, nói chuyện với anh đúng là làm sao anh chả bình đẳng tí nào cả. Cái gì mà bình đẳng hả? Có mỗi chuyện hát không thôi mà cũng ra nói chồng ầm ĩ lên, nó nói bình đẳng cái gì? Mày tưởng em không biết hát à? Rõ ràng là anh không bình đẳng chứ còn gì nữa. Tại sao anh tự cho mình cái quyền là chỉ có một mình anh mới được hát? Anh cầm mic anh hát thâu ngày thâu đêm thì không sao, mà đến lượt em cầm mic hát chưa được 5 phút anh bảo thôi là như thế nào? Đây mời em hát đi, hát tặng quê hương mình luôn đi. Em hát đi. Anh đưa tới đây. Bác thông cảm, nhà em có truyền thống, cứ phải dò mà giấy mới hát được. Đấy, hát đi. Thách
các bác vỗ tay thêm cái hồi hộp ạ. Câu hát thất hương sao động lòng người, đầm sâu nỗi nhớ Linh Bình quê mẹ ơi. Thôi, xấu hổ lấy rổ mà che, lấy lông mà đè, lấy thúng mà bưng. Hát về quê mẹ Ninh Bình mà hát thế đấy, quê mẹ đẻ đấy. Hát thế người ta tưởng đấy là quê mẹ đẻ. Chỉ có mẹ đẻ mới hát thế thôi, chứ mẹ đẻ ai mà hát như cô. À, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hát về quê mà hát thế à? Trong khi đấy, Ninh Bình của người ta thì đẹp ơi là đẹp. Này, nghe này. Các bác có nghe thơ về tỉnh mình không? Ninh Bình mảnh đất hữu tình, trên dê, dưới hến, giữa thì cháy cơm. Đúng không? Bài này em biết nhiều bác đọc rồi, nhưng mà nói thật em là phải đọc chính xác là Ninh Bình mảnh đất hữu tình, trên dê dưới hến, giữa thì cháy cơm. Cho dù đi sớm về hôm, cho dù đi gần về xa, thì ta vẫn nhớ là biển quê ta là 35 Ninh Bình. Đúng không? Nói chuyện với anh chả bị đọc thế nào. Thôi cô bỏ cái tập đấy đi, đứng vào đây tôi bảo. Từ đấy giờ nói chuyện đây, các bác ở quê mình người ta cười cho đấy. Em làm sao mà cứ mở mồm ra là bình đẳng? Bình đẳng cái gì? Thì từ bây giờ trở đi anh cấm em nói đến hai từ bình đẳng trong gia đình đấy nhá. Rõ ràng là anh không bình đẳng thì em nói là anh không bình đẳng. Chứ tại sao anh không bình đẳng mà em phải nói là anh bình đẳng được? Em mà nói một câu nữa bình đẳng chuyện gia đình là anh sẽ mất bình tĩnh, là bất bình đẳng luôn đấy nhá. Bình đẳng cái gì? Bình đẳng ở chỗ nào? Muốn em bình đẳng không nói chuyện với anh. Nói chuyện với anh nhá, anh còn cả vú lớp cho em cơ. Điều? Điều cái gì? Tôi thấy đâu ra mà lớp? À, lớp ai? Lớp cái gì? À, nói thế các bác nghe các bác cái cười cho ấy. Em không nói chuyện với anh nữa. Các bạn, nhà em hai vợ chồng mà nói chuyện ý, à giờ cũng phải có trọng tài cơ. Em không nói chuyện với anh, em đi chuẩn bị đây. Chuẩn bị đi đâu? Hả? Chuẩn bị đi đâu? Em đi spa. Này. Em đi làm đẹp để chuẩn bị đi dự lễ kỷ niệm. Này, tôi nói cho cô biết đấy. Nói thật các bác, bảo nói xấu vợ thì người ta cười cho. Em nói thật sự là vợ em hát như thế này thì em thử hỏi các bác ngồi dưới là các bác có thấy hay hay không ạ? Có được không ạ? Có được không ạ? Đấy! Trong tất cả các loại đẻo thì khen đẻo là đẻo nhất ấy. Hát như thế mà bảo được à? À, đấy cái gì? Đừng có nghe hàng xóm người ta xúi dại. Hiểu không? Em hát như thế, anh mới nói là xấu thì người ta đẩy lại, tốt đẹp thì vô ra. Nói thật sự chính vì thế là em không dám cho vợ em cầm mic. Em luyện cái bài này hát cũng là để chào mừng ngày lễ lớn. Rồi cũng muốn xin bác Cường giám đốc sở ở đây để cho cái gia đình văn hóa. Gia đình văn hóa người ta tiêu chí là gì? Tiêu chí gia đình văn hóa là gia thì phải văn minh, đình thì phải hạnh phúc. Thế người gọi là gia đình văn hóa. Mà anh muốn hát như thế để thể hiện cái vai trò của mình. Chứ còn anh nói thật với em mà làm như thế, em chỉ cần cầm mic cất mồm lên hát mà bác Cường bác cái định ký rồi bác lại phải lắp bút lại, bác để vào túi áo lấy đâu từ cái gia đình văn hóa. Em không nói chuyện với anh nữa, em đi đâu? Này, em đừng tưởng mình em biết đi làm đẹp. Anh cũng đi làm đẹp đấy, anh đi đây. Anh đi đâu? Anh đi làm đẹp để chuẩn bị hát. Anh không đi đâu cả, anh ở nhà. Em đi đây, không nói chuyện với anh nữa, chả bình đẳng tí nào cả. Sao lại bình đẳng cái kiểu... Đi ra! Khổ thân con chó nhà em. Thôi lần sau mày có làm thì làm kiếp lợn chứ đừng làm kiếp chó nữa. Con chó Milu nhà em bằng cái nắm đấm mà nó cáu chồng cái sáng nó đá vỡ mõm hàm trên, chiều nó đá vỡ răng hàm dưới. Khổ, chó mới cả má nghĩ thương ghê. Mà khổ bao nhiêu người rồi. Mà sao cái số em nó làm sao ấy. Đúng là đắm đuối vì hai chữ quê hương. Gái các tỉnh theo em xếp dài hàng cây số mà không lấy. Làm sao mà lại cứ phải lấy gái Ninh Bình không? Là bởi vì gái Ninh Bình vừa xinh vừa đảm, mà giai Ninh Bình thì vừa dũng cảm vừa tài năng. Đúng không? Ôi dồi ôi, ông chào tất cả mọi người, tôi nói là chỉ có chuẩn. Ôi dồi ôi, ông quê Phú Thọ mà sao ông hiểu Ninh Bình thì tôi thích nhỉ? Chuyện! Ôi dồi ôi! Này sao? Mặt mũi thế nào thế này? Ôi dồi ôi, vừa rồi đang có chuyện phát điên lên rồi. Như nào? Mà ông sang đây ông cứu tinh cho tôi cái. Như nào? Này, ôi dồi ôi, ông phải cứu tôi vụ này. Cái gì? Chuyện gia đình tôi nói chuyện với nhau là phải có trọng tài. Cho nên tôi rất là khó chịu. Tôi nói thật ông ấy, vợ tôi ấy, đó là một trong những cái thành phần... Này. Ngay từ đầu tôi chưa biết chuyện gì nhưng ông mở miệng nói tôi đã thấy ông sai rồi. Sai ở đâu? Ông vừa gọi vợ là nó. Thế không gọi vợ nó thì gọi là mẹ à? Gọi là cái gì? Giờ gọi vợ thế nào? Đang táo nhau lùi là mắc ra phải gọi thế nào? Đừng bao giờ gọi vợ là nó.
Thì ngay khi mình gọi vợ là nó ra đầu ngõ, nó gọi mình là thằng. Nhưng mà cái việc bạn có đúng không? Anh phụ nữ cứ dành một tràng vỗ tay đi cho nó khẳng định được. Thôi đấy là việc của các bác, nhà em nó gọi thế nào thì em biết. Nhưng tôi đang phát điên nên tôi hỏi thật, ông cãi nhau lộn lên cổ thế nào mà gọi nhau thế nào? Bây giờ ông cho tôi gọi thế nào? Tìm một cái tên nào đó, cái đại từ nhân xưng nào đó cho nó phù hợp. Ôi giời, sao văn vẻ thế này, cãi nhau còn phù hợp. Thôi được rồi, bây giờ nhá, tôi gọi quả đấy đi. Cái quả đấy nhà tôi ấy. Được, gọi là quả đấy, được. Sao? Tôi đang phát điên về cái quả đấy nhà tôi. Ừ. Nó làm cho lại tôi... nó. Tôi đang phát điên về cái quả đấy nhà tôi. Ừ. Cô ấy làm được, cho... Được, riêng cái này được. Các bác dành tràng vỗ tay cho anh Lâm. Em cảm ơn cho. Gọi cô ấy, nghe nó văn minh hẳn. Cáu giận cỡ nào thì mình cũng nói cái điều mà cho nhau dễ nghe, hiểu chưa? Cô ấy, được, làm sao? Mà tôi đang sốt ruột bỏ trừ những việc sẽ ông cứ giải bày thế thì quả đấy nhà tôi, cô ấy làm cho tôi phát điên lên rồi. Cụ thể thế nào? Cụ thể là suốt ngày sáng trưa chiều tối lúc nào mở mồm ra cũng đòi hỏi tôi phải nói chuyện bình đẳng. Bình đẳng là đúng, bình đẳng là rất tốt, có sao đâu. Tôi hỏi ông bình đẳng là cái gì? Bình đẳng giới là cái gì mà sao lúc nào cũng bình đẳng? Bình đẳng giới là các giới đều phải bình đẳng. Mà chỉ khi bình đẳng giới rồi thì cuộc sống mới hạnh phúc yên bình. Đấy là việc của nhà ông. Còn nhà tôi làm hết rồi mà nó có yên bình đâu. Như thế nào? Kể tôi nghe. Đây, nói các bác thông cảm lại bảo là kể chuyện xấu nhà em. Úi giời ơi, nhục quá cái thân tôi. Thế này nhá, tôi bảo ông thế này. Tôi đi làm về. Rồi. Cơm ăn xong rồi. Rồi. Tôi mới ngồi xem tivi. Ừ. Vợ tôi bảo là chứ. Thế không có việc gì làm hay sao mà còn ngồi xem tivi? Ô, thế không xem tivi, đến giờ thời sự thì cho anh xem chứ. Ô, thế phải đi làm nữa chứ. Làm cái gì? Đi rửa bát đi. Ôi giời, duyên nhỉ, đẹp quá. Ăn xong rồi bảo chồng đi rửa bát đi. Tôi bảo là em bị làm sao đấy? Rửa bát đấy là việc của phụ nữ nhá. Anh không việc gì phải rửa cả. Ôi bảo thế này chứ. Bình đẳng trong gia đình, bình đẳng giới. Ừ. Em đã nấu cơm rồi thì anh đi rửa bát đi. Thế có rửa không? Không rửa thì nó giết rồi. Có rửa bát như vỗ tay, thế là tiến bộ rồi. Nhưng mà đấy là chuyện hôm trước. Mấy hôm sau đúng là cái đồ phụ nữ được đằng chân nó hay lân đằng đầu không ạ? Như thế nào? Mình đã đi đổ rác rồi. Hôm sau về cũng cơm nước đàng hoàng. Rồi đấy, mình đang định chơi cờ. Với con thì bảo chứ, anh vẫn ngồi đấy à? Sao lại cứ chứng nào tật đấy, đi làm đấy chứ bảo. Xong rồi thì để anh chơi với con. Bảo không, đi đổ rác đi. Ông bảo nó vợ nó với chồng mà giáo hoành thế, đi đổ rác đi. Rõ từng lời, tôi bảo này, không có chuyện đấy đâu nhá. Hôm trước là hơi quá rồi đấy nhá, không có rác rưởi gì cả, đấy là việc của anh. Cô bảo đây là bình đẳng giới, em đã tắm cho con rồi, anh đi đổ rác đi. Thế có đổ không? Đổ chứ. Để tốt rồi. Không đổ thì để loạn gia đình à. Đổ là tốt rồi. Nhưng mà hôm đấy tôi đi đổ rác lâu hơn bình thường. Vì sao? Tôi cay lắm. Tôi nghĩ mưu rồi. Ừ. Tôi bảo được rồi, hóa ra là bình đẳng giới là cái kiểu phải chơi ngang hàng với nhau thế ạ. Hôm sau thế này, tôi quyết định chơi bình đẳng giới theo kiểu này. Về Tam Điệp, quê ngoại, nhà tôi có hai cái xe máy. Rồi. Vợ một cái, chồng một cái. Xong. Tôi đeo thằng lớn, vợ tôi đeo thằng bé. Rồi. Hai vợ chồng đi thì cô ấy vẫn đi sau mình. Các bác ạ, đi sau em. Thế là em đi đằng trước. Hai bố con cứ mãi nói chuyện với nhau, lúc quay lại không thấy mẹ nó đâu cả. Thế bảo, ôi tôi chết rồi, mẹ đâu rồi? Không nhìn thấy, tôi mới vòng xe quay lại. Úi giời ơi. Sao? Hai mẹ con đang đủn xe, đầu tóc lại bê bết, mướt mải mồ hôi. Tôi bảo, thế làm sao mà lại phải đẩy xe thế kia? Anh xem thế nào chứ, nó không đổ chết máy từ nãy đến giờ. Tôi biết ngay rồi, nhìn là mình biết ngay. Cái cánh mình đi xe mình biết rồi. Thứ nhất là hỏng buji, thứ hai là hỏng thứ gì bên trong. Đúng. Nhìn phát tôi biết là buji bị nguội rồi. Đó, thế là cô bảo chứ, anh còn đứng đấy mà nhìn à? Xem làm thế nào thì về đi chứ, chưa tôi còn gì. Tôi bảo chứ, bình đẳng giới không có chuyện đấy đâu. Xe đứa nào hỏng thì đứa ấy tự mà sửa. Ôi giời ơi. Thế là tôi bảo chứ, con lên xe, bảo thằng thứ hai ấy. Lên xe bố đèo về nhà. Rồi. Thế là thằng con tôi nó bảo là, bố ơi sao bố lại để cho mẹ đi như thế. Tôi bảo là, con hãy nghe đây. Tiêu chí của bố là phải dạy con từ thuở còn thơ. Chính xác. Con hãy nhớ đấy. Thích bình đẳng giới không? Bình đẳng giới tức là việc của ai người ấy làm và tự chịu trách nhiệm. Rồi sao nữa? Tôi về nhà ông ạ.
qua trưa thì đến tận 5 giờ chiều. Tôi tắm rửa cho con để nấu cơm rồi mới thấy đẩy cái xe mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà người tá tượng ra. Không hiểu tại sao từ Ninh Bình về Tam Điệp lúc bây giờ không có thằng nào sửa xe máy không ạ? Mà đẩy cái xe về tận Tam Điệp. Thế là có vùng vào nhà đẩy sân để quanh vác cái xe đỗ như thế. Tôi bảo chết rồi, gay rồi. Mình ngồi trong nhà vẫn uống trà mà thấy. Làm gì? Vứt hết đồ đá xuống đụng bia phi lên trên gác. Đó, giận mạnh quá. 1, 2, 3, dâm. Cái gì? Gãy bố nó cứ bậc cầu thang. Con cười y như ông ấy. Mở cái bảo chứ. Anh à, thế mà anh cười được à? Nhà có đàn ông mà cứ như là không có người nào ấy. À, anh nhìn thấy vợ anh như thế mà anh cười à? Thế mà giờ phải làm nào? Anh đi mà sửa đi chứ. Mình bảo, ô, bình đẳng giới nhá. Đứa nào dẫm gãy đứa đi mà sửa. Này đừng có đùa. Phụ nữ là rất tài năng, họ có thể làm tất cả những việc của đàn ông. Đúng rồi, vợ tôi nó đi sửa ngay. Liều cực nhá. Cô ấy cầm một cái đinh thật to, cầm cái búa thật lớn, mang lên cô bảo tôi sợ gì mà tôi không dám sửa. Thế nhưng mà cái kiểu này rất xấu, thù hằn tôi. Mặt thì nhìn mình, nhưng mà tay thì đóng đinh. Đóng đinh theo kiểu là không có anh tôi vẫn sống được. Đừng cứ tưởng tôi không làm được. Hả? Phật bạc án tôi. Làm sao? Đầu đinh đách đóng mẹ vào đầu ngón tay. Ôi dồi, rú lên kêu đau đớn. Này, đừng có đùa. Kể chuyện vợ bị tai nạn lao động thế mà cười. Nguy hiểm lắm, phải đưa đi bệnh viện chứ. Còn lâu ấy, nó phải là bình đẳng giới. Tay đứa nào đứa ấy từ chữa. Không được. Không, đúng là không được thật. Về sau kêu ầm lên hai đứa con nhà tôi nó chạy ra. Thế là tôi phải đưa đi bệnh viện đấy. Băng bó cho đêm mới về. Nó mới tụ máu trên đầu ngón tay này. Ôi dồi ôi, kêu ầm kêu ý lên, sưng tướng lên. Tôi phải lấy nước đóng trầm trường cho đấy. Cái bình đẳng rồi. Thế lúc bây giờ không bình đẳng đi. Bình đẳng thì ai ra trường. Đúng. Ý tôi muốn nói là đấy. Thích bình đẳng thì chơi lại như thế đấy. Thế bây giờ tôi hỏi ông nhé. Tóm lại là tôi kể chuyện nhà tôi như thế. Tôi chỉ xin ông một lời khuyên. Ông học cao hiểu rộng. Rồi. Ông cho tôi biết. Phụ nữ họ muốn gì? Phụ nữ muốn gì? Đúng. Đây là một câu hỏi mà rất nhiều giáo sư hàng đầu thế giới, rất nhiều nhà tâm lý học hàng đầu thế giới đưa ra câu hỏi nhưng chưa có câu trả lời thỏa đáng. Ô thế à? Thế mà ông hỏi được câu này là ông quá oách luôn. Tôi cứ tưởng tôi hỏi thôi chứ giáo sư, bác sĩ và nhà khoa học nổi tiếng cũng hỏi à? Cũng hỏi. Ô chứng tỏ họ cũng có những câu hỏi giống mình nhỉ? Nhưng mà chưa có câu trả lời. Chỉ có tôi có câu trả lời thỏa đáng. Ôi hay quá, ông ơi thôi, ông ơi làm ơn làm phúc ông cho tôi biết. Thôi đứng lên kinh quá đi. Như nào đấy, phụ nữ bây giờ thế này, muốn gì? Chắc chắn ở đây sẽ có, mỗi người sẽ có những câu trả lời riêng là phụ nữ muốn gì. Và chỉ có tôi có câu trả lời thỏa đáng nhất. Cho tôi xin đi. Muốn trả lời câu hỏi này tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Thôi tầm này tôi không còn có đầu óc đâu để mà nghe chuyện nữa. Tôi chỉ xin cho tôi biết một lý do là phụ nữ họ muốn gì. Được rồi. Mọi người muốn nghe kể chuyện và tìm ra câu trả lời phụ nữ muốn gì thì dành tràng vỗ tay. Tôi kể nhanh hơn chứ không kể nhanh lắm đâu. Vâng. Nha. Âm nhạc chuẩn bị cho ít nhạc mang tính rùng rợn. Ôi giời. Nửa đêm. Đấy đúng rồi. Nhưng bé thôi nhá. Bé vừa phải. Câu chuyện bắt đầu. Ngày xưa ở một bộ tộc nọ, có người tộc trưởng lãnh đạo tộc của mình rất phát triển. Một đó là một chàng trai trẻ. Và khi rất phát triển rồi, chàng trai muốn khám phá thế giới và muốn tìm hiểu xem đằng sau dãy núi mờ xa kia là cái gì. Đấy là Tam Điệp đấy, bên cạnh đấy là rừng Cúc Phương, đúng hướng đấy luôn. Thôi, đang kể chuyện cơ mà, tộc trưởng chứ các bạn. Tôi tưởng hỏi tôi. Nghe tiếp. Và chàng trai quyết định lên ngựa, bắt đầu chu du thế giới. Nhưng muốn vượt qua bộ tộc của mình, phải qua một khe núi. Khi đến khe núi, bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật. Kinh dị, bắt đầu kinh, bắt đầu ghê. Nó nhìn thẳng vào chàng trai và nói: "Ấy chàng trai kia, ngươi đi đâu?" Chàng trai vốn là tộc trưởng, cho nên nói: "Ta đi khám phá thế giới." Rồi sao? Con quỷ lại hỏi: "Ngươi đã biết tất cả những gì thuộc về bộ tộc của ngươi chưa?" "Ta đã nắm rất chắc." "Được lắm, vậy thì ta sẽ hỏi ngươi một câu. Ngươi có 3 lần trả lời. Và trong vòng 1 tuần, nếu mỗi lần trả lời sai, ta sẽ ăn thịt 100 người trong bộ tộc của người." Kinh quá. Câu hỏi kinh không? Như nào? Câu hỏi như sau: "Hỡi chàng trai trẻ,
phụ nữ muốn gì? Ô, quái vật cũng hỏi như tôi à? Quái vật cũng hỏi. Ô thế à? Thế chàng trai trả lời thế nào? Chàng trai trả lời thế nào? Cô tôi chào. Xin chào. Cảm ơn chị. Cái chuyện gia đình mà. Cảm ơn em. Hàng xóm này. Hàng xóm nhà tôi, những nhà hàng xóm nhà tôi hay lắm. Cứ thỉnh thoảng thấy nhà mình có chuyện mà cãi nhau là sang tặng hoa để tí tặng vợ đấy mà. Đấy, đáng yêu thế. Xin mình cảm báo tay cho hàng xóm nhà em ấy. Để đáng ghê cái chuyện tự dưng có hai bà hàng xóm nhà tặng hoa. Như thế nào, quái vật với chàng trai bộ tộc tù trưởng thế nào? Nghe tiếp, nghe tiếp. Như nào? Mới bảo hàng xóm được lên đấy nhá. Rồi rồi, ông cứ kể đi. Hàng xóm có ý định lên nếu không tặng hoa luôn thì tôi kể nốt chuyện đấy. Thôi được rồi, nhanh lên đi. Đây, tôi đang sốt ruột cho ông xin lỗi. Xin lỗi. Bây giờ tiếp theo, câu hỏi là phụ nữ muốn gì? Rồi, vấn đề là tù trưởng trả lời sao? Chàng trai với vốn hiểu biết của mình trả lời ngay bởi vì nghĩ rằng đây là một câu hỏi quá dễ. Chàng trai trả lời, phụ nữ muốn sắc đẹp. Hay quá, đúng suy nghĩ của tôi luôn. Ai đồng ý với câu trả lời của chàng trai, dành một tràng vỗ tay. Chính xác, không làm đẹp thì không phải là phụ nữ. Chàng trai vừa trả lời xong, mây đen un un kéo đến và 100 bộ xương rơi ngay trước mặt. Thế là sai. Đó là 100 bộ xương của 100 người trong bộ tộc của chàng trai. Sai à? Sai. Ui, tôi chết. Chàng trai lo lắng quá, phi ngựa về, tập trung các cụ bộ lão và hỏi: các cụ ơi, bây giờ con quái vật nó làm như vậy, cho tôi hỏi là phụ nữ muốn gì? Các bộ lão nói sao? Các bộ lão sau khi họp bàn và đưa ra quyết định, đó là phụ nữ muốn tiền, nhiều tiền. Hay quá cơ. Cái này hay. Tôi đúc kết bao nhiêu năm lấy vợ tôi xác nhận rồi. Phụ nữ thà mất tất cả chứ không thể mất tiền. Câu này là câu chính xác. Đúng rồi. Sau như nào? Sau đó chàng trai phi ngựa đến bên khe núi và chỉ thẳng mặt con quái vật. Con quái vật kia, cái này để tôi. Con quái vật kia, sau khi các bộ lão nó cho ta lời khuyên, ta khẳng định với ngươi rằng phụ nữ thích tiền. Mây đen ùn ùn kéo đến, 100 bộ xương rơi trước mặt. Con Nam Mô A Di Đà Phật, tôi thấy sai, tôi giết người hộ tù trưởng rồi. Thôi, ông kể tiếp đi. Như là tù trưởng rất lo lắng và buồn bã, khi ngựa quay trở về. Trên đường trở về để tìm câu hỏi thì bỗng nhiên gặp một bọn trẻ trâu. Ôi, bọn trẻ trâu quan trọng lắm đấy. Này, bọn trầu tre đấy, trông cứ đùa đâu. Người ta bảo là đi thì hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Và bọn trẻ trâu nói rằng: và sao? Thưa tù trưởng, chỉ có một người duy nhất trong bộ tộc của chúng ta có thể trả lời được câu hỏi này. Ai? Đó chính là ai? Mộ phù thủy sống đằng sau núi. Phù thủy, có tài mà. Đây là một mộ phù thủy vô cùng gớm ghiếc, cả năm không ai thấy tắm bao giờ. Đến gần mộ là mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Vấn đề mộ phù thủy nói sao? Nhưng chàng trai quyết tâm vì bộ tộc của mình đã đến gặp mộ phù thủy. Mộ phù thủy nhìn chàng trai và nói: ngồi khiếp dân cả mình. Ta biết câu trả lời, nhưng ta chỉ trả lời với một điều kiện duy nhất, đó là gì? Ngươi phải cưới ta làm vợ. Mấy cháu bé bảo úi giời ơi. Đúng rồi. Một năm chờ, tắm. Chờ chú kể xong đã nhá. Về so sánh với người trong gia đình. Ôi giời, tới đây. Tiếp đi, đang ngay. Chàng trai không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đến một người vợ ghê gớm đến như vậy. Đúng. Bẩn thỉu, gớm ghiếc, xấu xí. Rồi. Nhưng vì bộ tộc của mình, chàng trai đã chấp nhận. Chàng trai nói: hãy cho ta câu trả lời đi. Ta sẽ chấp nhận cưới bà làm vợ. Mộ phù thủy bèn nói: không. Cưới ta trước thì ta mới cho câu trả lời. Kinh nhỉ. Tức phù thủy xấu xa thế mà còn chắc lép nhỉ. Mình tưởng người đẹp đã chắc lép, người xấu mà cũng chắc lép à? Sao như nào? Chàng trai chấp nhận và tổ chức lễ cưới. Rồi. Đêm hôm đó, đêm tân hôn, chàng trai đã quyết định uống rượu thật say để quên đi thực tại. Biết rồi, uống rượu Kim Sơn quên thôi đấy. Rượu đấy chỉ cười đã say rồi. Mà lấy phải mua phù thủy như thế thì uống say là đúng thôi. Sau như nào hấp dẫn sau kẻ đó, nhanh, sau cứ dệt kẻ chậm. Sau đó chàng trai say xỉn bước vào nhà. Và trên chiếc giường không phải là mộ phù thủy gớm ghiếc mà là một công chúa vô cùng xinh đẹp. Ui giời, đúng là phim hoạt hình. Sao có chuyện đấy xảy ra nhỉ? Chàng trai say rồi. Và lại thấy trên giường là nàng công chúa. Không hỏi han gì tới luôn. Và đêm tân hôn diễn ra
như tưởng tượng. À, đúng rồi. Sau như nào? Sáng hôm sau khi những ánh nắng đầu tiên chiếu rọi vào mặt, rồi chàng trai đã tỉnh dậy và nhìn thấy đầu giường. Trời ơi, lại là mụn phù thủy gớm kiếp. Sao lại cứ lộn xộn thế nhỉ? Lúc thì công chúa, lúc thì phù thủy, thế tóm lại là thế nào? Chàng trai hỏi chuyện này là thế nào? Đúng rồi, em ta là vợ ngươi đấy. Ờ, em ta. Sao lại lộn xộn thế nhỉ? Sau như nào ta là vợ ngươi đấy? Ta bị một lời nguyền. À, đó là ban ngày thì biến thành phù thủy, còn ban đêm thì biến thành công chúa chính là ta ngày xưa. À, nhưng khi nào ta có chồng thì chồng ta sẽ là người đưa ra quyết định, ta là phù thủy ban ngày, công chúa ban đêm, hay công chúa ban ngày, phù thủy ban đêm. Rồi chàng trai bắt đầu suy nghĩ. Nếu để vợ mình ban ngày là công chúa, thì có thể đi cùng với vợ mình đến khắp nơi. Không được, không được. Người ta bảo giàu với bạn sang người vợ mà đưa bà phù thủy thì ai tâm tiếp. Ban ngày là công chúa. À, công chúa thì được. Thì buổi tối không thể nằm ngủ và ôm một mụ phù thủy gây gớm được. Đấy. Còn lại nếu ban ngày là mụ phù thủy thì trời ơi, không thể đi cùng mụ phù thủy đến khắp nơi được. Đúng rồi, đúng rồi. Sau một hồi suy nghĩ, chàng trai nhìn thẳng mụ phù thủy ngồi ở đầu giường. Và chàng trai biết rằng đó chính là vợ mình. Chàng trai bèn nói: em, anh không thể quyết định được, và điều quan trọng anh nhường sự quyết định đấy cho em. Vừa nói xong, một ánh sáng chói lòa và mụ phù thủy lập tức biến thành công chúa. Ôi giời, đúng là phim hoạt hình ấy. Công chúa bạn nói: hỡi chồng của em, lời nguyền có nói rằng khi em gặp được một người nào yêu em tha thiết nhất, sẵn sàng hy sinh và cho em quyền quyết định đời sống của mình, thì lúc đó lời nguyền sẽ bị hóa giải. Vậy câu trả lời đó là: phụ nữ muốn gì? Phụ nữ muốn được quyền quyết định mọi việc liên quan đến đời sống của cô ấy. Hay quá các bác ạ. Trời ơi, câu chuyện chưa? Câu chuyện tôi kể hơi dài, nhưng hỡi những người phụ nữ, nếu tôi nói đúng thì hãy dành một tràng vỗ tay. Phụ nữ muốn được quyền quyết định mọi việc liên quan đến cuộc đời của cô ấy. Tuyệt vời. Đúng. Chàng trai lên ngựa phi thẳng ra khe núi, chỉ thẳng vào mặt con quái vật. Hỡi con quái vật kia, phụ nữ muốn được toàn quyền quyết định tất cả những việc liên quan đến cuộc đời của cô ấy. Thế là mây đen kéo đến âm âm, và con quái vật dần dần tan biến vào hư vô. Câu trả lời chính xác, chính xác là như thế. Trời ơi, sao lại có một câu chuyện nhân văn và ý nghĩa như vậy? Tuyệt vời, một cái kết cô hậu. Phải nói câu chuyện hay, nhưng bây giờ tôi mới là cần hỏi này. Phụ nữ họ muốn gì? Mấy anh đang áp dụng ở nhà tôi đấy này, đang rất cần đấy. Trong câu chuyện đã có câu trả lời rồi mà. Quá, đấy là câu chuyện ai chẳng biết. Kết của câu chuyện là phụ nữ muốn quyết định cả những gì thuộc. Ôi trời ơi, có rồi, có câu trả lời rồi. Trời ơi, thế mà tôi không hiểu. Ôi trời ơi, hiểu tuyệt... chưa? Hiểu rồi. Phụ nữ muốn được quyền quyết định mọi việc liên quan đến cuộc sống, cuộc đời của cô ấy. Nhưng ở tầng nghĩa thứ hai mới quan trọng. Là thế nào? Cháu bé vừa cười, ôi trời ơi. Cháu so sánh nhé. Ở tầng nghĩa thứ hai đó chính là, thông qua câu chuyện vừa rồi chúng ta biết ra một điều: đằng sau người phụ nữ dù xinh đẹp đến đường nào thì cũng là một mụ phù thủy gớm ghiếc. Trời ơi, cái này thì đúng với nhà tôi. Trời ơi, cái gì đấy? Cái này chảy quá. Ý nghĩa thứ hai này mới là tầng giá trị. Đúng là ông đọc nhiều, hiểu nhiều, biết nhiều. Trời ơi, tuyệt vời. Trời ơi, cái con mụ phù thủy tiềm mặt đằng sau cái người phụ nữ đấy thì đến tổ sư bố cái con quái vật thì cũng sợ, chứ không phải là tôi nữa. Tôi phải nói thật sự là cái loại cây cơ. Cái gì? Em đi làm đẹp về rồi thì xinh hẳn ra đấy. Sao mà căng thẳng thế? Em không nói chuyện với anh. Chào Linh. Anh Bác, em chào anh. Anh mới sang chơi ạ? Anh Bác vừa sang xong, em như thế là không được đâu đấy. Em như thế là không bình đẳng đâu đấy. Thế em... lại có chuyện là người chồng nói chuyện mà vợ không trả lời. Thế mà lại bảo em nói chuyện với anh. Thế là không bình đẳng đâu đấy. Em không nói chuyện với anh. Mà anh nói bình đẳng, có nghĩa là bây giờ anh đã bắt đầu quan tâm đến bình đẳng rồi đúng không? Không những quan tâm mà anh hiểu rồi em ạ. Anh biết rồi, anh vỡ nhẽ rồi. Trời ơi, sau câu chuyện của anh Bắc thì cực kỳ luôn.
Này, giá yêu sang tôi nhà tôi mấy năm về trước thì có phải đỡ xáo trộn như thế này không? Ôi anh bác ơi, anh nói cái gì mà để chồng em bây giờ thay đổi đột ngột đến 360 độ mà lại quan tâm đến bình đẳng thế hả? À, vừa nói chuyện với em mà liên quan đến một con... Quay đi! Trời ơi, bình đẳng rồi em ơi, bây giờ tuyệt vời lắm, em là số 1, em hát đi. Em hát đúng cái bài đấy, bây giờ không có ý nghĩa gì đâu. Với anh không ý nghĩa nhưng mà cứ hát tình với Hương là đẹp. Em hát đi, em hát đi. Anh ơi, chồng em nó bây giờ thay đổi luôn đấy. Thay đổi rồi đấy. Em ơi, anh hiểu ra một điều thế này này. Bình đẳng giới nó không phải là một cái gì ghê gớm đâu. Không phải là cái đòi hỏi ai phải thế này, ai phải thế kia đâu. Mà chính là sự san sẻ, sự chia sẻ yêu thương trong gia đình. Chính là sự nhường nhịn lẫn nhau. Anh không cần em phải bắt anh làm cái gì, anh phải bắt em làm cái gì. Mà chỉ cần chúng ta hiểu nhau, chia sẻ nhau. Trời ơi, sao ông sang sớm đi. Trời ơi, cái quan trọng nhất ý, là mình cần cái gia đình hạnh phúc. Mình lại là người Ninh Bình, em hiểu không? Đi đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng phải tự hào mình là người Ninh Bình. Chính xác. Mình là người văn minh. Đúng. Mình là người lịch sử. Đúng. Xứng danh với 200 năm nhân sư danh xưng. Đúng không mọi người? Trời ơi, quan trọng nhất đấy không phải là cái giấy chứng nhận gia đình văn hóa mà đối xử với nhau hàng ngày này, hiểu chưa nào? Đúng rồi. Này, anh bắt đầu cảm thấy yêu lại từ đầu rồi đấy. Thôi, đi vào xem làm cái gì cho anh bác uống rượu cả trước em. Ôi, chưa quên mất. Anh xin lỗi. Hôm nay thì sẽ để anh vào anh làm. Này, cứ ở đây nói chuyện với vợ tôi nhé. Tôi bảo tôi làm cái gì? Anh. Không. Ai lại thế? Anh bác ngồi ở đây nói chuyện với chồng em nhá. Cái việc đấy để vợ làm. Anh ngồi đây nhé, em xin phép. Hai anh cứ nói chuyện đi, xong ngay thôi. Ôi trời ơi. Đèn nó bay 180 độ luôn đúng không ạ? Ôi trời ơi, sao lại thế nhỉ? Sao vợ tôi bây giờ lại đáng yêu thế nhỉ? Là bởi vì cô ấy đúng nghĩa chuẩn gái Ninh Bình. À. Là bởi vì Lâm cũng vừa thể hiện chuẩn nam nhi Ninh Bình. À. Và điều quan trọng ấy, tất cả những cái văn minh văn hóa đấy toát ra từ con người của Long và Linh. Và tôi tin rằng mọi người cũng sẽ ủng hộ cho những đôi vợ chồng như thế này. Đợi tôi cái nhá. Em ơi, này này, hôm nay nhớ mang rượu Kim Sơn ra nhá. Cơm cháy và dê núi ra tay bắt nhá. Trời ơi, hôm nay tôi cho ông ăn đặc sản Ninh Bình quê tôi. Trời ơi, tuyệt vời. Thôi, này, có lẽ mọi thứ đã ổn rồi đấy. Chào các bác, em vào uống rượu Kim Sơn kia đã nhá. Em chào mọi người nhá. Đi yêu ơi, em cố gắng đến suốt đấy.